We work in Thailand. He know me, and then that's why I saw movement for our striker is not fast. That's why I decided immediately to change it. Đó là một cái chiến thuật mà đã có cái sự chuẩn bị trước từ khi chuẩn bị cho trận đấu này. Bởi vì chúng tôi mục tiêu ấy, hiệp 1 chúng tôi tận dụng là chiều cao của hai ngoại binh để không chiến trong các cái pha không chiến, bởi vì hàng hậu vệ ở Thành phố Hồ Chí Minh là các cầu thủ trung vệ nội. Chúng tôi muốn khai thác những điểm đó. Nhưng mà sau một thời gian mình thấy cái thể lực của Suleiman đã suy giảm và anh ấy hạn chế di chuyển. Và từ đấy là cái thời điểm mà tôi quyết định thay công vội vàng. Xin mời. Hai trận đấy anh đều sử dụng như này. Two game you apply the this formation option. Yeah. Lucky. May mắn rồi. First half the not so good. We were not so good, and then when we score first goal from Hong Phuong, I think our about the confidence go up. But the last minute, we have chance to lose also. That's why we lucky. Anh ấy giải thích sở dĩ đội may mắn bởi vì là những cái phút cuối trận ấy suýt bị thủng lưới, mặc dù là chúng tôi đã ghi bàn trước và sau đó tinh thần toàn đội là lên và lối chơi tự tin hơn. Rồi đấy là vì sao mà đội bóng may mắn ở chỗ đó ở hiệp 1. Yeah. And then when we have time talking, I talk to player very tired now, really very tired, schedule very tired. You see some player very tired, we also tired, but Ho Chi Minh also come here, this is a high land. That is a problem. That is a if you not strong enough, have chance to lose. Yep. That is the most important. We talk to the player. You must try to keep fit. In the future, we have the many away game. Yeah. Next game we play again Haiphong and Da Nang. That is the most important. Yeah. Trong cái giờ dừng nghỉ giải lao thì tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng là thực sự đối với một cái mật độ V-League dày như thế này á, thì tất cả các đội bóng đều hao tổn sinh lực, đội ta cũng như các đội bạn. Và đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh khi lên đây gặp cái môi trường thi đấu ở cái độ cao, cho nên là họ sẽ mệt mỏi hơn các bạn. Và luôn luôn nhắc toàn thể là coach sẽ dùng các bạn thời điểm và cố gắng giữ gìn sức khỏe, bởi vì chặng đường phía trước chúng ta còn có rất nhiều trận sân khách và mật độ thi đấu rất là dày. So với cái trận thắng Việt Nam hôm trước, when compare the two games between Hoàng Anh Gia Lai Viettel and Ho Chi Minh, which game you feeling the more the emotion than that? Actually, two games are different situation. We beat Viettel. This is make our team is more confident, because when we play away game, that's very difficult. But home game not easy also, because when we beat the Viettel, when we come back, a lot of fans come. Big crowd, all the players want to show. Maybe I talk before match, don't overconfident, because Ho Chi Minh is a very good team. Of course, they say the first half they make our team is really tired also. Yeah. Đối với hai trận đấu này, thực sự ra mà nói thì mỗi trận đấu có một tính chất khác nhau. Khi chúng tôi chiến thắng được Viettel thì tinh thần toàn đội cũng lên rồi. Mặc dù những cái trận đấu sân khách rất là khó khăn, nhưng mà thực sự ra sân nhà cũng khó khăn không kém. Bởi vì đội Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một đội mạnh và chúng tôi thi đấu với một cái khán đài rất là đông, đầy ắp khán giả như thế cũng là một cái khích lệ cho tinh thần toàn đội hưng phấn hơn nữa. Chúng tôi rất là thích thi đấu dưới những bầu không khí đông khán giả như vậy. After this game, we play away field in Haiphong. Can you say about our plan to prepare for Haiphong, and you can predict the difficulty in Haiphong again? Maybe before we fly to Haiphong,
And then we have the test of it. And then we must have to recover it. Because just now I talked to you already, I'm very tired. Schedule very tired. That's if some team don't have the good recovery, that's the problem. Đối với Hải Phòng thì thực sự ra nói thì đây là một lý tưởng đấu dày, cho nên mục tiêu của chúng tôi là tập trung vào hồi phục, bởi vì với những mật độ dày đặc như thế thì đội nào hồi phục nhanh hơn thì đội đó sẽ có những cái mà lợi thế, và đội nào hồi phục kém hơn thì đó là một cái điều rất là bất lợi. Có vấn đề về thể lực không khi mà đã câu hỏi là hai trận chỉ có nửa hiệp một trận. How do you rest about the Kongfuong fitness? Because the two games, he only maybe he feel free, not pressure, because I don't make pressure for him. I talk to all the players, anybody can score goal, not only striker or the key player. Đối với Kongfuong thì thực sự ra nói thì đó cũng là một cái cách trong nằm trong đấu pháp, và cũng là đồng thời để giải tỏa áp lực cho Kongfuong. Không nhất thiết Kongfuong ghi bàn. Do you regret about the limit Chen Ao Su? This is a Ho Chi Minh. Li Bian is key, the key player. I talk to the our player. Be careful. He have chance to score goal, but unlucky because he was player here. He is a legend in play goal. That's why he cannot score on the line. That's why when he out, that is a make for our team is take it easy. If Li Nguyễn stay, maybe make problem for us. Đối với Li Nguyễn thì thực sự đây là một cầu thủ tốt, và cũng là một cầu thủ chìa khóa và cầm trịch lối chơi của Thành phố Hồ Chí Minh. Anh ấy cũng đã thi đấu ở V-League và cũng rất hiểu Hoàng Anh Gia Lai. Và cũng hiệp một anh cũng có những cái cơ hội nhưng mà anh chưa tận dụng được, mà khi anh ấy thay ra thì thực sự nó đấy là một cái thuận lợi cho đội bóng chúng tôi, bởi vì anh ấy là một cầu thủ tốt. Ông làm thế nào để khắc chế được Liên Minh trong trận chỗ này, nên các tiền vệ của Hoàng Gia Lai có vẻ rất là chủ động. So this game, Hoàng Anh Gia Lai midfield center very positive about the take care and defend Li Nguyễn. How to do decide about the what's the talk to Trường? Trường is a good technique and experience. I talk to him follow Li Nguyễn the same style, but you younger than him. If maybe in the past maybe difficult. Đối với trường hợp như thế thì Trường và Linh Nguyễn nó cùng lối chơi giống nhau, nhưng mà tôi đã phân công Trường phải theo sát, bởi vì đây là cầu thủ có tính chất là cầm trịch của Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là nhưng mà Trường thì trẻ hơn, khỏe Linh Nguyễn, cho nên là hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu mà ngày xưa thì có khi khó khăn đấy. Mê xin mời Minh Vương và cô ấy đã ghi bàn. Ông nghĩ thế nào về cái màn trình diễn của Minh Vương, nhất là những lúc quản và trở hai bên rất là Mimicry happy birthday, huh? Yeah. And how do you comment about the Minh Vương performance this game? Oh, this is I think it's a special gift for him birthday. I know because I never talk, I didn't send a message for him because I want to our player work and then get 3 points share with the gift present for him tonight. Hôm nay Minh Vương thì thực sự đây là một trận đấu đặc biệt đối với Minh Vương, và cũng là một cái món quà đặc biệt cho ngày sinh nhật Minh Vương. Nhưng mà trước đó thì anh ấy không có nhắn tin chúc sinh nhật như trước, bởi vì tập trung trận đấu và làm cho đội chiến thắng, và từ cái chiến thắng đó là, sẽ là những món quà, những chia sẻ vui nhất cho Minh Vương. Có nghĩa là sau trận đấu này hay là sau hai chuyến đấu khác tới thì Đức ngoài cười sẽ có khen nhé. Today Quốc Đức sẽ flash you ở đó. Cười nhiều. Quá nhiều. Nếu có điều kiện thì ông có muốn đội bóng đưa Linh Nguyễn về lại sân Mười Côn không? Khó nói. Okay. Đói chưa? Đói rồi, đói cũng rồi à. Chúc mừng nha, xin mời nha.